Trung Quốc bị lũ lụt kỷ lục đã gần như xóa sổ nhiều vùng sản xuất rau củ trong suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, tại Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc nước ta, từ đầu năm đến nay chưa bị mưa, bão, lũ lụt lớn nên rau màu rất được mùa. Tuyệt đối sạch 100% để được lâu. Nhà anh Hùng năm nay đã thu về gần 100 triệu đồng nhờ vào trồng bí xanh bán rất được giá. Báo cáo bà Quân là năm nay sản lượng bí là năm nay cũng được mùa này. 30 cân bí chẳng hạn chúng tôi bán ra hiện tại ở thị trường này là bằng 350-360, tính là 12.000 một cân. Bí này có sạch không? Bí sạch. Tuyệt đối sạch 100% để được lâu. Đóng bao này là chuyển lên khu vùng dịch như Hà Nội hoặc và những khu vực xa. Nhiều loại rau xanh khác năm nay cũng bán rất đắt hàng do không bị rau Trung Quốc cạnh tranh, nên nông dân ở một số địa phương đã mạnh dạn bỏ hẳn vụ lúa mùa để chuyển sang trồng rau sớm. Đây, các anh nhìn đây, cả cánh đồng của chúng tôi bạt ngàn như vậy là cánh đồng, như vậy là rau như vậy là đẹp như mơ luôn. Trước kia trồng lúa là như vậy là mang hiệu quả không cao, thế là mà ví dụ nó cũng 6 tháng mới được một cây lúa thì được 2 tạ thóc. Nhưng giờ chúng tôi có 3 tháng như vậy là một sào rau chúng tôi trị giá bằng 5 sào lúa, một năm là chúng tôi chuyên canh trồng được 4 vụ rau. Vâng, xin được chia vui với những nụ cười được mùa, được giá của nông dân trồng rau củ quả năm nay. Và chúng tôi xin kính chào cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thị trường Nông sản tuần này. Thưa quý vị, về các tỉnh thành đồng bằng sông Hồng vào những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp niềm vui phấn khởi của người làm vườn vì năm nay thì các loại rau củ được mùa do không bị mưa, bão tàn phá. Ngoài ra thì giá bán cũng rất tốt do năm nay thì bên Trung Quốc bị lũ lụt kỷ lục khiến cho rau củ bị thiệt hại nặng nề và không còn nhiều để xuất khẩu sang Việt Nam. Theo đó thì rau củ quả trong nước cũng không bị cạnh tranh. Nhờ đó mà người làm vườn có thêm được niềm vui và động lực để sản xuất nhiều hơn cung cấp cho xã hội, đặc biệt là các vùng bị dịch COVID-19. Ghi nhận nhanh của phóng viên chúng tôi vừa thực hiện tại tỉnh Thái Bình và Hải Dương. Bí ngô, khoai lang, bí xanh, cho đến các loại hành, tỏi, thậm chí có cả mang tây. Tất cả các loại rau, củ, chất cao như núi. Về các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là về Thái Bình, Hải Dương vào những ngày này, đâu đâu cũng thấy rau, củ, quả. Chị Phương cho biết, năm nay nhà chị trồng được 12 tấn bí xanh với giá bán trung bình đạt từ 12.000 đồng đến 16.000 đồng 1 kg, cao gần gấp 2 lần giá bí năm ngoái. Bí này có thể tích trữ được lâu, bà con cứ mua nhiều về để được khoảng vài tháng. Bí này thì xào với thịt lợn rất là ngon, đặc biệt là hầm xương lợn là ngon nhất. Bịch này 25 cân thì tùy. Còn với nhà chị Hạnh thì năm nay thu được tới 3 tấn khoai lang và 2 tấn bí ngô. Năm nay rau củ quả rất được mùa, không mưa bão mấy nên là cũng rất được mùa. Như năm ngoái lúc đắt là cái bịch khoai là có thể 500, nhưng năm nay nó chỉ tầm 350 thôi. Chúng tôi năm nay rất được mùa nên rau củ mọi thứ cũng vất rất là rẻ nên bà con cứ yên tâm chống dịch. Rau quả cũng giá cả cũng hợp lý, mọi người cứ yên tâm đi. Như bí ngô này năm ngoái 7.000 một cân, 350 một bịch, nhưng năm nay chỉ khoảng 250 một bịch. Cả một khu ăn 50 cân ăn thoải mái luôn. Những tiểu thương buôn bán nông sản như nhà chị Huệ cho biết, năm nay bí ngô, bí xanh bán rất được giá do không bị rau quả Trung Quốc cạnh tranh. Tuy nhiên, bà con luôn có ý thức ưu tiên dành rau củ để bán trong nước, nhất là phục vụ cho các khu vực bị cách ly do dịch COVID-19. Rau là ổn định giá, chỉ có thằng củ quả đắt hơn một tí thôi. Mình chỉ nói với bà con là rau củ quả lúc nào cũng rất nhiều. Bà con yên tâm không phải lo về cái khoản hết rau hoặc thiếu rau nhé. Chúng tôi muốn gửi đến bà con thông điệp chống dịch là chống dịch, bà con cứ yên tâm chống dịch, còn thực phẩm ở đây chúng tôi lo. Theo kế hoạch thì chỉ còn khoảng một tháng nữa là cả miền Bắc chính thức bắt tay vào sản xuất đại trà cây vụ đông. Năm nay thì toàn miền Bắc đặt mục tiêu là phải sản xuất khoảng 4,7 triệu tấn rau củ quả các loại với giá trị là khoảng 30.000 tỷ đồng. Vấn đề được rất nhiều nông dân băn khoăn lúc này
đó chính là vụ đông năm nay rau củ có bán được giá hay không. Liệu tình cảnh được mùa mất giá, bán rẻ như cho và thậm chí là phải đốn bỏ rau củ tại ruộng thì có còn tái diễn như những năm trước hay không? Cuộc trao đổi của phóng viên thị trường nông sản với ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ngay sau đây sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc cho bà con. Dạ vâng ạ, thưa ông, chúng ta đều biết một cái thực trạng là Trung Quốc năm nay thì đang bị lũ lụt tàn phá ghê gớm và điều này thì đã làm cho các diện tích rau màu bị xóa sổ, qua đó thì rau củ của Trung Quốc không có nhiều để xuất khẩu sang Việt Nam. Vậy thì thực tế này đã giúp cho rau củ của nước ta đang bán được giá, vậy thì xin hỏi ông là ngành trồng trọt có tính đến yếu tố lợi thế này để mở rộng sản xuất rau củ trong nước hay không ạ? Hiện tại cái diện tích trồng rau ở Việt Nam, trồng các loại rau Việt Nam là khoảng xấp xỉ 1 triệu hecta. Nó chính xác là khoảng như năm 2020 là khoảng 980.000 hecta với cái sản lượng là xấp xỉ 18 triệu tấn. Trong đấy với cái tiêu thụ trong nước ước khoảng trên dưới 14 triệu tấn. Do vậy chúng ta có khoảng 4 triệu tấn để chúng ta xuất khẩu. Trong cái thị trường xuất khẩu rau quả của chúng ta thì có thị trường Trung Quốc và các thị trường khác nữa, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu hoặc Mỹ. Nhưng ở đây tôi cũng phải nói là thị trường Trung Quốc vẫn là một cái thị trường chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn trong cái việc xuất khẩu rau ở Việt Nam. Như chúng ta đã thấy rằng hiện tại thì Trung Quốc bị lũ lụt kỷ lục và rõ ràng nó đã ảnh hưởng đến cái việc sản xuất trồng trọt, sản xuất rau lúa, rau màu lúa, tất cả các loại đã có những cái ảnh hưởng nhất định đến việc sản xuất, nó ảnh hưởng đến cái đầu vào của sản xuất, cái nguồn cung của Trung Quốc. Thì đương nhiên thì ta cũng phải xác định này, Trung Quốc họ cũng cần phải rau là cái gọi là thường ngày. Việt Nam với Trung Quốc có cái thói quen sử dụng rau thì cái việc sử dụng rau là cái công việc nhu cầu hàng ngày của người dân Trung Quốc phải tiêu thụ, và do vậy thì theo bình thường thì người ta sẽ phải khi họ cái thị trường trong nước mà có bị thiếu hụt về nguồn cung thì đương nhiên người ta phải bù đắp vào cái thị trường nhập khẩu, thị trường bên ngoài. Thì trong đấy cái thị trường Việt Nam với Trung Quốc có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất là cái nhu cầu tiêu thụ của cái loại khẩu vị của Trung Quốc với Việt Nam là khá giống nhau. Cái thứ hai là giữa Việt Nam và Trung Quốc là có biên giới chung rất dài nên cái sự thông thương nó cũng rất là thuận tiện là so với các thị trường khác. Cái thứ ba là cái việc xuất khẩu rau Việt Nam sang Trung Quốc cũng đã có những cái truyền thống nhất định, đã có những cái kinh nghiệm, cũng có truyền thống, cũng có những cái đối tác bên kia. Do vậy có thể nói rằng là cái việc dự báo cái tình hình lũ lụt thiên tai ở Trung Quốc như vậy thì phía Bộ Nông nghiệp đã có những cái định hướng sản xuất, đặc biệt ở đây là sản xuất vụ đông. Để làm sao vụ đông thì ở đây cũng phải nói ở vụ đông chúng ta vẫn sản xuất bình thường, nhưng rất nhiều vùng ở Trung Quốc vụ đông là cái vùng mà có nhiệt độ rất thấp, âm dưới 0 độ, hầu như là không sản xuất gì được, sản xuất gì về trồng trọt ở ngoài trời. Thì ở vụ đông chúng ta vẫn sản xuất được bình thường. Thì chính ra từ những cái nắm bắt, những cái thông tin như vậy, những cái định hướng, từ những cái thông tin như vậy, từ những cái nhu cầu như vậy, thì về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có những cái định hướng trong cái sản xuất cây vụ đông. Ở đây tôi phải nói thế này, trước đây những cái thời vụ trước thì cây vụ đông của chúng ta khoảng độ 380.000, xung quanh 380.000 hecta, với cái giá trị nó khoảng độ xấp xỉ 30.000 tỷ. Thì với cái tình hình cụ thể như năm nay thì lãnh đạo bộ, đặc biệt là Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo là chúng ta sẽ làm việc với cái địa phương tập trung phát triển, tăng cái diện tích cây vụ đông lên là khoảng 450.000 hecta, để làm sao đảm bảo được cái nhu cầu tiêu thụ trong nước, cũng có một cái lượng nhất định để xuất khẩu, chớp lên cái điều kia về mặt thị trường để xuất khẩu sang Trung Quốc, để nâng cao cái thu nhập cho người dân trồng rau và sản xuất nông nghiệp. Nhưng tuy nhiên ở đây tôi cũng phải nói, Trung Quốc hiện tại bị thiên tai như vậy, bị lũ lụt như vậy, cái nguồn cung của tạo nội địa của Trung Quốc có bị ảnh hưởng. Nhưng tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng nó cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid, nó ảnh hưởng đến những cái giao thương, thương mại giữa hai bên. Do vậy thì chúng ta cũng phải tính toán đến những cái khó khăn hạn chế để chúng ta có những cái lường trước, có những cái kế hoạch, có những cái phương án để ứng phó một cách phù hợp. Vâng thưa ông, trong những ngày này thì nhiều địa phương đã bắt tay vào sản xuất cây vụ đông sớm của năm 2020. Năm nay thì các địa phương phía Bắc đã đặt mục tiêu sản xuất khoảng 4,7 triệu tấn rau củ quả các loại với giá trị khoảng 30.000 tỷ đồng. Thì xin hỏi ông Cường là năm nay chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm cây gì để tận dụng lợi thế này? Có thể nói cây vụ đông thì chúng ta tập trung vào thứ nhất là
nhóm cây ưa ấm và nhóm cây ưa lạnh. Như ở đây tôi nói cụ thể những đối tượng là thường là chúng ta sẽ sản xuất với những cái diện tích khá lớn là rau, các loại rau xanh. Thứ hai là ngô. Ngô ở đây tôi nói là cả ngô sinh khối để phục vụ chăn nuôi, cũng như ngô hạt để phục vụ chăn nuôi và ngô rau để phục vụ tiêu dùng hàng ngày. Và khoai tây thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là cái việc những cái loại rau ví dụ như đậu tương, khoai tây, đậu tương, khoai lang, đậu xanh, một số các loại khác thì gần như cái diện tích nó cũng không thay đổi nhiều. Do vậy mà cái diện tích chúng ta có thể tăng lên, cái diện tích mà chúng ta tăng lên khoảng hơn 60.000 hecta đấy, mà chúng ta có thể tăng lên, chúng ta sẽ tập trung vào thứ nhất là ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi. Bởi vì cái nhu cầu thức ăn chăn nuôi xanh ở Việt Nam bây giờ là rất lớn. Với sự phát triển đại gia súc như bây giờ Việt Nam thì cái nhu cầu của chúng ta rất là thiếu. Do vậy thứ nhất là cái việc chúng ta sẽ tập trung vào ưu tiên phát triển ngô sinh khối. Cái thứ hai, nhóm thứ hai là chúng ta tập trung vào cái nhóm rau xanh để chúng ta có thể phục vụ tiêu dùng trong nước và chúng ta phục vụ cho xuất khẩu. Rau xanh ở đây vào một cái thứ ba nữa là cái nhóm rau quả, ví dụ như khoai tây thì cũng là một cái nhóm ưu tiên thứ ba mà chúng ta có thể tăng lên diện tích được. Vâng thưa ông, năm nay thì đầu ra cho cây rau củ vụ đông thì khá là khả quan. Tuy nhiên thì chỉ cần gặp thời tiết bất thuận, có mưa bão lớn kéo dài thì mọi vùng rau màu sẽ bị xóa sổ. Theo đó thì cũng cần phải khuyến cáo cho các địa phương chú ý đến khâu sản xuất và mở rộng diện tích hay không ạ thưa ông? Thứ nhất thì cái việc chúng ta khuyến cáo mở rộng diện tích, chúng ta không khuyến cáo theo phong trào. Thứ nhất là chúng ta phải định hướng, thứ nhất là nhóm nào chúng ta khuyến cáo tăng và vùng nào chúng ta tăng, diện tích nào chúng ta tăng. Và cái diện tích tăng đấy thì chúng ta có những cái vấn đề gì, chủ động về thủy lợi, về tưới tiêu không, về nguồn nước, cung cấp nguồn nước để tưới, cũng như các giải pháp để tưới tiêu. Thì đương nhiên là cái việc sản xuất cây vụ đông thì với những cái điều kiện bất thuận như năm nay thì biến đổi khí hậu có những cái trận mưa rất lớn và kéo dài. Thì đương nhiên trong việc xây dựng kế hoạch phát triển cây vụ đông thì các tỉnh cần phải có những cái phương án cụ thể về thời vụ, về chủng loại rau, diện tích, thời vụ, các giải pháp về tưới cũng như các giải pháp tiêu úng để có thể nói là giảm thiểu cái thiệt hại ở mức thấp nhất khi bị ảnh hưởng của những cái điều kiện bất thuận như mưa bão. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, chúng tôi hy vọng là từ nay cho tới cuối tháng 11 thì sẽ không còn mưa bão lớn. Như vậy thì sẽ rất thuận lợi cho sản xuất cây vụ đông. Riêng về thị trường đầu ra cho rau củ thì năm nay được dự báo là rất thuận lợi và thậm chí là có thể xuất khẩu sang Trung Quốc để cung cấp cho nhân dân nước bạn đang bị mưa lũ kỷ lục tàn phá và xóa sổ rất nhiều diện tích trồng hoa màu, khiến cho nguồn cung rau xanh tại Trung Quốc bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, mưa lũ kỷ lục kéo dài suốt 3 tháng vừa qua đã làm cho gần 60% diện tích trồng rau màu chủ lực ở nước này bị tàn phá nghiêm trọng. Sản lượng rau củ quả phục vụ bữa ăn thường ngày cho người dân đã giảm tới hơn 40%. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nhận định, nếu trong vòng 1 tháng tới tình hình mưa lũ tiếp tục tàn phá và mở rộng, thì nguy cơ Trung Quốc sẽ bị khan hiếm rau xanh trầm trọng vào dịp cuối năm, nhất là dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật nhanh thông tin về một số loại quả đang bị ách tắc đầu ra. Thưa quý vị và các bạn, 2.000 cho 1kg thanh long, thậm chí là bán không có ai mua, cho không ai lấy. Đây là tình cảnh mà nhiều nhà vườn trồng thanh long ở các tỉnh Nam Trung Bộ đang phải đối mặt do vài tuần nay thì việc xuất khẩu loại quả này sang thị trường Trung Quốc bị ách tắc. Trong khi đó thì tại thị trường nội địa cũng gặp rất nhiều trở ngại do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến cho nhu cầu tiêu thụ thanh long giảm sâu. Thông tin chi tiết về loại quả này sẽ được trình bày ngay sau đây. Đang vào mùa chính của thanh long ruột đỏ, mỗi năm trên một công cũng cho thu cả tấn trái. Nhưng giờ nhà vườn Tiền Giang đành phải cắt bỏ vì sợ thua lỗ nặng. Hiện nay, với giá bán chỉ từ 3.000 đến 6.000 đồng một ký, nhiều nông dân trắng tay. Với những hộ thuê đất để trồng thì đành ôm lỗ. Thường thường cái chợ mà đầu mối mình ở đây bán rất là đắt. Còn không ai mua luôn, nói chung không ai mua luôn. Rồi lớp mùa, rồi lớp đèn, những người đèn người ta xong dồn lại, rồi mùa hai cái nhập lại nên quá nhiều đồ luôn. Đâu có tiêu thụ nổi. Không chỉ Tiền Giang mà Long An, nơi được xem là thủ phủ thanh long miền Tây, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hàng chục ngàn tấn thanh long ruột đỏ đang bị ứ đọng tại vườn,
do vắng bóng thương lái thu mua. Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An, sở dĩ có tình trạng này là do đụng hàng với thanh long của Trung Quốc nên sức mua giảm xuống mạnh. Hiện nay Trung Quốc đã đang trồng thanh long ruột đỏ cũng rất là nhiều, của nó số lượng rất là lớn. Thêm một cái phần nữa là hôm nay là loại trái cây, tất cả các loại cây vào mùa trái cây thì trái cây nó cũng rất là rẻ. Theo đó, 5 năm trở lại đây, Trung Quốc đã tăng diện tích trồng thanh long ruột đỏ lên trên 50.000 ha, gần sấp xỉ bằng diện tích thanh long tại Việt Nam. Mùa vụ chính của họ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Đây cũng là thời điểm chính vụ của trái thanh long Việt Nam. Hàng vì thế dồi chợ là điều hiển nhiên. Và câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều năm sau nếu bà con trong nước không thay đổi để né vụ. Không nên mở thêm cái diện tích trồng thanh long nữa. Cái thứ hai nữa là những cái thời điểm này là nên tìm cách giảm cái sản lượng ra trái rồi, để mình tập trung mình trồng vào cái thời điểm mà trái vụ, tức là từ tháng mùa lạnh, từ tháng 12 cho đến tháng 5 năm sau. Thì đó là cái thời điểm bán hàng rất là tốt. Theo dự báo của các nhà kinh tế, tình hình tiêu thụ thanh long của Trung Quốc từ nay đến cuối năm sẽ không khả quan, tiếp tục gặp khó khăn khi Trung Quốc siết chặt việc nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng sẽ là thách thức vô cùng lớn với người trồng thanh long trong nước, bởi lâu nay đa phần thanh long chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước việc trái cây thanh long bế tắc đầu ra khiến cho giá bán giảm mạnh, người trồng điêu đứng thì đã có nhiều ý kiến bày tỏ là nên giảm diện tích vì nguy cơ khó khăn cho loại quả này có thể sẽ còn tiếp diễn trong các năm tới. Do hiện nay thì phía Trung Quốc đã trồng được rất nhiều thanh long nên họ sẽ giảm nhập khẩu loại quả này từ Việt Nam. Trước các luồng thông tin trên thì ngay lập tức, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên tiếng cho rằng khó khăn với quả thanh long hiện nay chỉ là tạm thời, theo đó thì cần phải hết sức bình tĩnh để tìm hướng tháo gỡ sao cho có hiệu quả nhất. Như tôi đã nói thì trái cây Việt Nam, trong đấy thanh long, đặc biệt là thanh long thì sản xuất chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc. Mà rõ ràng như chúng ta đã thấy rằng với dịch Covid như hiện nay thì cái hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Do vậy thì cái việc mà sản phẩm nó có những cái chuyện chỗ này chỗ kia thừa dư là không thể tránh khỏi. Do vậy thì thứ nhất ý, các đơn vị chuyên môn của Bộ Nông nghiệp cũng như Bộ Công Thương có những cái làm việc với các đơn vị đối tác của Trung Quốc để chúng ta tìm ra cái giải pháp tốt nhất để khắc phục được cái xuất khẩu. Thứ hai là chúng ta tập trung khuyến khích cái việc tiêu thụ thanh long trong nước. Cái thứ ba thì cái việc giảm diện tích hay không thì cũng cần phải có những cái suy xét rất là kỹ, bởi vì việc ta thấy rằng là cái việc sản xuất thanh long, trồng trọt thanh long cũng như rất nhiều các loại cây trồng ăn quả khác thì không phải là giảm một sớm một chiều như rau, như những cây ngắn ngày, như rau, như lúa, như ngô, mà nó phải là một quá trình. Do vậy việc cân nhắc giảm diện tích là phải rất là cân nhắc, rất là thấu đáo. Liên quan đến việc quả xoài nước ta bị phía bạn Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu trong mấy ngày qua để kiểm tra, rà soát lại việc đáp ứng các quy định về kiểm dịch thực vật, thì ngày hôm qua, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chính thức cho biết. Đó là hậu quả của việc dễ dãi trong quản lý, giám sát của các địa phương nên đã để cho các doanh nghiệp sử dụng không đúng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Cụ thể là các doanh nghiệp và nhà vườn đã tự ý cho mượn mã số của nhau để nhằm hợp lý hóa cho các thủ tục xuất khẩu xoài sang Trung Quốc. Tiếp tục thông tin về vụ nhãn năm nay. Theo thông tin mới nhất từ Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì tính đến ngày hôm nay, vụ nhãn năm 2020 đã đi được hơn nửa chặng đường. Năm nay thì sản lượng nhãn đã đạt khoảng 150.000 tấn, trong đó thì trọng điểm là Sơn La và Hưng Yên đạt 120.000 tấn. Theo các nhà vườn, trong suốt nửa đầu vụ thu hoạch vừa qua, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên nhãn tiêu thụ chậm. Việc xuất khẩu sang Trung Quốc bị ngưng trệ do phía bạn siết chặt quản lý cửa khẩu để kiểm soát dịch COVID-19 lây lan. Trong khi đó, thị trường nội địa tiêu thụ chậm do năm nay nhãn được mùa, nguồn cung tăng cao khiến giá bán nhãn đầu vụ chỉ xoay quanh mốc từ 7.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg. Thậm chí có nơi còn thấp hơn và không thể bán được. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp khơi thông thị trường nên đến hôm nay giá bán nhãn đã tăng trở lại từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng 1 kg. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Hiện còn khoảng 60.000 tấn nhãn tại các nhà vườn và sẽ đưa ra thị trường trong các tuần tới với giá bán chắc chắn sẽ cao hơn. Do hiện nay đã bước sang thu, thời tiết mát dịu nên người dân sẽ ăn nhãn nhiều hơn so với dịp cuối hè nóng bức vừa qua. Những thông tin vừa rồi đã thay cho lời chào kết của chương trình Thị trường Nông sản tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.